10 giờ đúng rồi. Ốc cái bạn ơi. Ủa con chép. Ủa con chép các bạn ơi. Báo cá các bạn ơi, một con chép vàng ươm. Tuyệt vời. Trời ơi các bạn ơi, con chép các bạn ơi, nó to bạn ơi, 2 kg 2 kg ở trên nè, tuyệt vời, được con chép rồi nha các bạn. Hồi nãy bông con to lắm, lưỡi chi nu chú năm nha các bạn, có ngạnh nha. Chủ yếu hôm nay mới đi săn hàng, khó khăn lắm á, dính được nó nè. Báo cái các bạn, một con cá chép tuyệt vời, hồ tự nhiên, tuyệt vời nha các bạn, nó đã. Ok nha các bạn, mồi nước ủ bắp chua thơm á, trộn cám tổng hợp nha các bạn. Đấy, giờ để ở đây đã. Thôi mình ra cà ba buồn ngủ lắm các bạn à. Mình ra cà ba cũng ngủ lắm, mình gắn ra ngoài hồ nhiên nè để mình săn kiếm bạn một con cá thôi để quay cho mọi người xem. Thì cái hồ này nó có cá chấm, cá chép, cá mè, cá phi, cá mè dinh đó. Cá chấm á, khoảng 3 năm trước á, thì ở chỗ của cái hồ này á, có thả một ít, cái mưa nó xuống á, nước nó ngập lên đó, cái cá nó tràn hết luôn, cái chủ bỏ luôn. Hồ này là hồ chứa nước các bạn, để tưới cỏ cho chi ăn ngoài kia kìa. Hồ này sâu tới 8 mét nước, cần 54 mình đánh được khoảng 5 mét nước á, coi như là nước đi xuống từ 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 vậy nè đó. Còn cá chép này á là không có ấy nha, hồ ở ngoài suối nó vào. Hồ này mới có 3 năm thôi đó, khoảng một sào đất thôi. Mà mình hồ có lý trước quay bạn xem á, không có vợt này bắt con cá rồi, quá trời tiếc con cá chấm rồi, còn đâu khoảng 5 kg, còn chép này khoảng 2 kg thôi. Ok các bạn, thì nói chung lại là hôm nay là mình đi test cái mồi tổng hợp trộn nước ủ bắp chua thơm, kết quả được con chép khủng nè, hồ tự nhiên nè, tuyệt vời không, kéo lại chi chi đã các bạn ơi, tuyệt vời các bạn ơi. Đây mồi, đây các bạn nè, mồi tổng hợp đó, mồi câu tổng hợp của đam mê câu cá của mình nè, và trộn với lại nước của bắp á, lần trước mình có quay lại cho mọi người xem á các bạn. Ok chưa? Ok, thì cái video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn yêu thích cái video này của mình thì nhớ cho mình xin một like, và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn, giúp kênh của mình càng ngày càng phát triển nha. Ok, nếu các bạn yêu thích video cái cá tổng hợp này thì nhớ đặt hàng để các bạn về đánh thử nha, và kèm theo đó là một cái chai nước ủ bắp chua thơm, bạn trộn vô đánh thôi, chép chấm đã lắm. Ok rồi, ok các bạn nha, chúc tất các bạn có một ngày xem vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye. Mình sẽ quay lại săn các khủng khiếp quay cho mọi người xem. Ok.